Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nguyên Tổng thống Mexico Carlos Salinas de Gortari. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước mong muốn nguyên Tổng thống bằng uy tín và kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước. Về quan hệ Việt Nam-Mexico, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm triển khai hoạt động thường xuyên của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư nhằm thống nhất các lĩnh vực, phương thức hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường của nhau. Nguyên Tổng thống Mexico bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Ông cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình vì tình hữu nghị giữa hai đất nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả.